Hồ về nhưng mà cũng không quên nhiệm vụ chính các bác nhé. Đây, về những em này thì không thể không quay được. Những em này thì không thể không quay được. Những em này thì vẫn luôn luôn hot. Kenwood 9300, bát 40. Tuyệt phẩm luôn. Bát 40 này. Hai chung này. Ba tép này. Và một siêu tép. Đấy, còn gì phải nói nữa các bác. Hôm nay mà đứng cạnh đồng hồ cây nhìn nó cũng tương đương cái đồng hồ cây luôn, rất là to các bác nhé. LFP 9300, đây là em 9595, cũng bắt 40. Nói chung là những cái lô này em về những cái cặp loa để phục vụ các bác chơi Tết, toàn những em chân dài to cao lực lưỡng. Đây, mấy em này, đồng hồ này thì các bác đã chốt rồi. Em sẽ đóng dần cho các bác. Đây là những cái quả lắc. Bác nào chơi đồng hồ thì qua em nhé. Những cái cây đồng hồ này em khẳng định luôn là bày Tết nó rất là tuyệt vời. Và quan trọng nữa là tháng đầu mới làm đồng hồ, do đó thì đưa đến các bác những cái sản phẩm đồng hồ nó chất lượng và cái mức giá để các bác tiếp cận được nó rất là hợp lý. Những chiếc này bây giờ trên thị trường khoảng trên dưới 50 triệu thì em xin phép là giao lưu anh em khoảng trên dưới 30 triệu thôi. Một mức giá rất là dễ chịu, với mức giá nó chỉ tương đương hoặc là nhỉnh hơn những cái dòng đồng hồ nội một chút thôi, đồng hồ của mình đóng mới. Đây là hoàn toàn những sản phẩm bãi, rất là chất lượng nha các bác nha, và đều là đồng hồ cơ chứ không phải đồng hồ điện tử, máy cơ. Đấy, 9300 đây các bác nha, rất là đẹp luôn. Còn đây là 9595. Rồi những dòng Onkyo truyền thống thì lúc nào cũng có phục vụ các bác, XD, XG, rồi 77, đủ các loại. Đó, rồi gì nữa, rồi Bo, rồi những cái dòng loa Kenwood Bass 40, JBL củ kép 310. Đó, màu dòng be và dòng trơn. Đấy, các loại luôn. Rồi các bác nào chốt cái nào thì alo cho em, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.